Color guard. Halt. Color guard, prepare to raise the colors. Tất cả cựu công nhân chú ý. Nghiêu! Quốc ca Hoa Kỳ. Cho tay! Cho! Scout salute. So you can say hi to everybody, to make friends with Vietnamese community. Và muốn cho một cái giấy bằng khen cho cái vườn truyền thống. Okay, you can give us one. Yeah. We have two of them. Okay.
Good morning, ladies and gentlemen. We are very happy to welcome the Cindy Chavez, supervisor of Santa Clara County, and Mahatma Hand. Today, the Cindy Chavez on the supervisor of the Santa Clara. She want to tặng hai cái bằng cho vườn truyền thống Việt và hội truyền thông báo chí Bắc California. Do đó chúng tôi xin được giới thiệu bà Cindy Chavez sẽ có đôi lời. Please. Thank you. Good morning. Thank you so much for all of you being here today. And the honor of raising these flags and having this ceremony reminds us that we need to continue to fight for human rights both here in the United States and really, truly in Vietnam. Before the scout troop leaves, let's give them a round of applause for being here. It's so great to see these young people here with us today. Betty Dương là làm tránh văn phòng của cho và xin giám sát viên Cindy Chavez cho Betty xin phép hôm nay thông dịch những lời của bà. Và thưa quý vị, nếu mà nói cái gì mà không có chuẩn hay là sơ hết thì xin thông cảm cho và hướng dẫn Betty, đặng cho Betty tiếp tục tập tiếng Việt. Bà Cindy Chavez rất là hãnh diện được hôm nay có được có tới dịp này để chào cờ với quý vị. Cái bà Cindy Chavez, giám sát viên Cindy Chavez nói là cái ý nghĩa có cờ vàng ba sọc đỏ có nghĩa là người Việt Nam vẫn còn là tranh đấu dạ con cảm ơn, dạ tranh đấu cho tự do, cho nhân quyền của tất cả những người trên dù ở nước Mỹ hoặc ở Việt Nam. Cho nên bà lúc nào là cũng đứng bên cạnh cộng đồng của mình để có thể thắng cái cuộc này. Và miễn là cờ vàng ba sọc đỏ vẫn cần là bay, là tự do vẫn cần là có. Và cảm ơn quý vị. Về tấm mặt khen cho vườn truyền thống Việt và hội truyền thông người Việt Bắc Cali. Cảm ơn những cái điều tốt đẹp mà bà đã làm cho cộng đồng của chúng ta trong thời gian qua. Thank you, Miss Cindy Chavez, for certificate of merit. Thank you for good thing you have to done for Vietnamese community. Thank you. Thank you, Cindy Chavez. Matt Hammond, your turn. Well, good morning. How's everyone doing? Good. Good to see you all. Thank you for the invitation to join you here again this month. I'm here today as a mayoral candidate before you, asking the Vietnamese community for your support. It's a great honor to be here for the flag raising this month. And as I see the strength of the community, I also see around us many signs of the work we need to do together. We have a long way to go. I see the homeless encampment surrounding our heritage garden here, the lack of investment, a heritage garden that's unfinished, that's incomplete. And I'm committed to working with you to invest in our Vietnamese community and build the spaces you need to celebrate your tradition, your culture, and to pass that on to the next generation. So thank you again for the opportunity to be here today to raise the flag with you. I appreciate that. Thank you so much. For the invitation. It's a pleasure and an honor to be here with all of you to share this wonderful experience. As part of the water board, I just want you to know that we want to make sure that the Vietnamese community is involved in everything that we do, including our employment, including having contracts with our organization. And that's why I'm here, because I want to make sure that you're included in everything that we do. Thank you. Have a nice day today. Toàn thể quan khách hiện diện, đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức của buổi chào cờ đầu tháng đã cho hội chúng tôi có cơ hội giới thiệu các thành viên của hội đến với tất cả quý vị, trong mục đích thay đổi nhân sự cho mục đích phục vụ cộng đồng và tranh đấu cho một Việt Nam hữu hiệu hơn. Hội truyền thông người Việt Bắc Cali xin được giới thiệu một ban chấp hành mới của hội. Xin mời nhà báo Duy Văn giới thiệu các thành viên của hội đến với tất cả quý vị. Anh Lê Văn Hải, nhà báo Lê Văn Hải, hiện tại là hội trưởng của hội truyền thông người Việt Bắc Cali. Bữa nay người đứng
cái tôi là ký giả Nghe Lữ, hội phó ngoại vụ của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Anh Hoàng Thưởng bộ mặt bộ đồ nhân đây là hội phó nội vụ của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Tôi là tổng là Duy Văn, tổng thư ký của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Người đẹp đứng kế tôi, Cao Lý Sâm, là phó tổng thư ký của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Người kế bên đây là ký giả Vân An, là thủ quỹ của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Người kế tiếp là phóng viên Phương Thúy, là ủy viên xã hội của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Người đẹp kế tiếp Áo Xanh là Nguyên Di, là ủy viên tài chính của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Và người cuối cùng mặc áo vàng rất đẹp, đó là phóng viên Tuyết Đoàn, ủy viên giao tế của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Chúng tôi xin trình diện quý vị. Xin quý vị vỗ tay cho ban chấp hành mới của hội truyền thông người Việt Bắc cái đi. Và điển hình trong mục đích phục vụ cộng đồng, trong lễ chào cờ hôm nay thì có rằm Trung Thu, Tết Di Đồng, thiếu nhi là mầm non của đất nước, nên hội chúng tôi có một ít quà Trung Thu gửi đến các em, gồm có bánh nướng Trung Thu, bút chì màu và một hộp bánh, một phong bì nữa, phong bì lì xì. Chúc tất cả các em hiện diện có một cái Tết Trung Thu vui vẻ, ngoan ngoãn, học hành tấn tới. Và cũng xin kính chúc tất cả quý vị mọi chuyện an lành, vui vẻ. Xin cảm ơn. Nếu mà gọi trực tiếp tôi còn. Chúng tôi thân mời các em thiếu nhi, các em Hương Đào, Diên Hồng trở về ban tổ chức để nhận quà Trung Thu. Một lần nữa chúng tôi xin nhắc các em liên đoàn Hương Đào, Diên Hồng xin trở về bàn ban tổ chức để nhận quà Trung Thu do hội truyền thông người Việt Bắc California gửi đến cho các em. Một lần nữa chúng tôi mời các em đang họp phía ngoài của hội Diên Hồng xin trở về ban tổ chức gấp. Ban xây dựng tượng đài tái chúc của tỉnh Quảng Trị thay mặt cho ủy ban sinh hoạt điều hành sinh cộng đồng Bắc Cali và Việt Nguyên Dương Lãnh Cao Hồng, chúng tôi rất hân hạnh được ban tổ chức cho xin vài phút để thưa quý vị, thưa quý vị thấm thoát mà đã 50 năm ngày quân lực chúng ta đã tái chúc của thành Quảng Trị tháng 6 năm 1972, và để tưởng nhớ, để ghi nhận cái ngày chiến thắng oanh liệt đó, thưa quý vị, năm ngoái chúng tôi đã an vị tượng đài tái chúc của thành Quảng Trị ngày 13 tháng 1 tại Việt Museum. Và năm nay sắp tới rồi, kỳ tới là đúng vào ngày 10 tháng 9, ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 9. Chúng tôi tha thiết mong quý vị cùng tham dự cái buổi lễ tưởng niệm 50 năm tái chúc của thành Quảng Trị và 1 năm an về tượng đài. Thì bao sau chúng tôi xin nhường lời lại cho anh Cao Hồng và Việt Vũ Dương. Dạ, xin mời anh Dương Hà Phong ạ và anh Tuấn ạ. Chúng tôi xin mời tôi tất cả quý vị, nếu mà cái tuần tới, thứ bảy tuần tới, xin mời tới Việt Vũ Dương, tức là trong History Park, để mà tham dự cái ngày lễ một kỷ niệm 50 năm tái chiến của thành Quảng Trị và an vị quốc tượng đài. Xin kính mời quý vị và mời anh Lan Lâm. Trước hết là kính chào tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trên tinh thần là người con dân của Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi mạnh dạn đứng ra tổ chức ngày chiến thắng tái chiến của thành Quảng Trị 50 năm về trước. Đây là cái nguyện vọng của chúng tôi, người dân của Việt Nam Cộng Hòa muốn để đền đáp tất cả các công ơn chiến sĩ của quân lực Việt Nam, quân dân cán chính ở Quảng Trị đã hy sinh chiến đấu trong 3 tháng trời để tái chiếm được cái cổ thành và dương cao ngọn cờ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đây chính niềm khao khát này để được thành công, chúng tôi xin mời tất cả các quý vị cùng chúng tôi tham dự ngày lễ mừng chiến thắng tái chiến cổ thành Quảng Trị cách đây 50 năm về trước. Xin trân trọng kính mời tất cả các quý vị.